Rồi, chào tất cả mọi người đã đến với video em nha. Thì hôm nay thì em lại tiếp tục quay cho các bác xem là một bộ gỗ gõ. Thì hiện tại cái bộ này là gỗ gõ Bachi Lama nha các bác. Và kích thước của nó rộng là 1m80, dài 20 và dài là 320. Thì hôm qua em có quay một bộ tương tự như thế này, nhưng mà nó rộng là 1m79. Còn bộ này là nó rộng 1m80 nha. Nên là nhiều thì cái này em nói trước có nhiều bác lại bảo là quay sao quay hai bộ quay hai video một bộ một quay hai video thì cái này thì em nói trước cho bác luôn, thì bộ này nó có kích thước là 1m80 dài 20 và dài là 320 và nó khác với cái bộ hôm qua em quay nha. Đó thì hiện tại là em đang quay nè, cái tấm này thì đã làm xong cách đây là 2 hôm, thì hôm nay thì em mới có thời gian để em quay đó, có thời gian để quay cho các bác xem là một bộ chiếu ngựa nguyên khối 100%. Đó. Khi các bác mà đặt hàng bên em á, thì các bác nhận hàng, các bác có thể là được kiểm tra hàng thoải mái, bao kiểm tra thợ thầy test luôn. Đó, thì em quay cho các bác xem này. Vân chung thì nói chung thì cái bộ này rất là đẹp nha, hàng chuẩn bìa không tim. Đó, kích thước thì em sẽ để trên góc màn hình và kể cả là số điện thoại đó. Bạn nào nếu mà muốn xem video trực tiếp thì các bác có thể kết bạn qua Zalo, thì em sẽ gọi video trực tiếp cho các bác xem hàng. Ngoài ra thì các bác có thể tới tận nơi các bác xem nha. Đó, thì hàng thì đa số em bán là thông qua video và hình ảnh nên là các bác cứ yên tâm. Đó, nhiều cái sở khác thì người ta chỉ bán thông qua hình ảnh thôi. Thông qua hình ảnh thì người ta có thể là chỉnh sửa lỗi chi tiết tất tật luôn. Đợt này thì em làm thì hàng là đảm bảo nguyên khối 100%, chứ không có làm là chấp kép hay là nói chung là không có chấp kép hay là hỏng bọc gì hết nha. Vì đợt này em làm chủ yếu là chất lượng cho các bác khi các bác xài. Đó, về cái bộ này thì nó dài tới 20 phân thì chất lượng thì quá là ok luôn rồi. Đó, còn về giá cả thì các bác có thể là kết bạn qua Zalo thì em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác luôn, hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nha.